Hi, xin chào các con. Chào mừng các con quay trở lại với chương trình học tiếng Anh cùng cô Bella. Và ngày hôm nay trong chương trình Mindfulness Grade 2, cô Bella sẽ hướng dẫn các con đến bài học tiếp theo, đó là bài số 9, Unit 9. Tuy nhiên, từ ngày hôm nay trở đi, vì chúng ta đã học tới bài 9 rồi đúng không nào? Nên cô Bella sẽ đi rất là nhanh trong tất cả các bài và sẽ không còn giải thích kỹ càng như những phần trước nữa. Chỉ có những phần nào mà cần dịch sang tiếng Việt thì cô Bola sẽ giúp các con dịch sang tiếng Việt. Còn những phần còn lại thì các con đã biết là mình phải học như thế nào. Nên là các con cứ học theo thôi các con ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha. Trước tiên thì các con hãy lật sang trang sách số 42 và trang sách số 43 để chúng ta bắt đầu với lesson 1 các con ha. Và chúng ta sẽ bắt đầu với phần 1. Listen, point and repeat. Color. This is the letter V. The letter V makes the V sound. Đây là chữ cái V và chữ cái V có âm là V. Van. Vase. Violet. Vậy là ba từ mới mà ngày hôm nay chúng ta học được. Đó, đầu tiên đó là một cái chiếc xe tải nhỏ và ở trước có cái chỗ để tài xế ngồi và ở sau có một cái thùng để chở hàng. Thì những chiếc xe như thế này được gọi là van. Van. Rồi, bên cạnh là các con thấy ở đây là một cái bình hoặc là có nơi gọi là một cái lọ. Thì cái bình và cái lọ trong tiếng Anh được đọc là vase. Vase. Tuy nhiên với cái vase thì cô Bella có lưu ý một chút xíu là vì chúng ta đang học theo chương trình tiếng Anh giọng Anh nên là các con sẽ đọc là vase. Tuy nhiên đối với người Mỹ thì họ sẽ đọc là vase. Vase. Nên các con lưu ý ha. Và tiếp theo đây là một cái bông hoa violet, mình hay gọi là bông hoa violet đó. Thì bông hoa violet ở trong tiếng Anh được đọc là violet. Violet. Rồi, bây giờ các con hãy listen, point and repeat. V. 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 Van. 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 Vase. 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 Violet. 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 Riêng cái phần now color là rất là dễ nên các con tự làm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ look and listen. Các con hãy chuẩn bị giấy bút để chúng ta có thể viết theo nha. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần 1 rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần 2, listen and point. Thì các con thấy là ở đây có ba bạn nhỏ đúng không nè? Mỗi bạn có ở trên tay một cái vật dụng của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ nghe xem thử là các bạn nhỏ nói cái gì các con ha. This is my pretty van. Đây là chiếc xe van xinh xắn của tôi. This is my pretty van. This is my pretty vase. Đây là một cái lọ xinh đẹp của tôi. This is my pretty vase. And this is my pretty violet. Và đây là cái hoa violet xinh đẹp của tôi. And this is my pretty violet. Vậy là các con thấy ở đây có ba câu và nó có một cái từ giống nhau đó là pretty, pretty và pretty. Thì cái pretty là mình dùng để một cái tính từ mình dùng để diễn tả cho những cái gì đó nó xinh đẹp, xinh xắn thì mình dùng là pretty. Giống y chang như cái xe này, cái lọ này và cái hoa này nó đẹp thì mình sẽ gọi nó là pretty van, pretty vase và pretty violet. Rồi bây giờ chúng ta sẽ listen and point các con ha. This is my pretty van. This is my pretty van. This is my pretty vase. This is my pretty vase. And this is my pretty violet. And this is my pretty violet.
Rồi, với phần nouns and choose thì các con đã học rất là nhiều lần rồi đúng không nè? Nên các con biết là trong phần này chúng ta làm gì rồi đúng không? Nên đối với câu đầu tiên giữa A và B thì chúng ta chọn cái nào nè? Nhìn vào đây thì chúng ta sẽ chọn B. Đối với câu số 2, A and B, chúng ta sẽ chọn B. Đúng không nào? Còn đối với câu thứ 3 thì ở đây, nhìn vào đây thì chúng ta sẽ chọn A. Vậy là chúng ta đã hoàn thành phần số 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần 3, chant and show. Phần này thì các con biết nhiệm vụ của mình là làm gì rồi đúng không nè? Nên chúng ta bắt đầu ha. The van. The van. Van. The vase. The vase. Vase. The violet. The violet. Violet. The Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 1 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với lesson 2. Và lesson 2 nó sẽ nằm ở trang sách số 44 của các con. Nên hãy lật sang trang sách số 44 để chúng ta có thể bắt đầu các con ha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 4. Listen, read along. This is my pretty van. Đây là cái xe van xinh đẹp của tôi. This is my pretty vase. Đây là một cái lọ xinh đẹp của tôi. This is my pretty violet. Đây là cái hoa violet xinh đẹp của tôi. There is a pretty violet in my pretty vase in my pretty van. Có một cái hoa violet xinh đẹp ở trong cái lọ xinh đẹp của tôi và nó nằm ở trong cái xe van xinh đẹp của tôi. Câu này có nghĩa là ở trong cái chiếc xe van á, nó có một cái bình và trong cái bình có một cái hoa violet. Rồi bây giờ các con hãy listen, read along các con ha. This is my pretty van. This is my pretty vase. This is my pretty violet. There is a pretty violet in my pretty vase in my pretty van. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần tiếp theo. 5. Song. Phần này là cái phần mà cô Bella tin chắc các con cũng yêu thích đúng không nè? Nên chúng ta hãy bắt đầu các con ha. There is a vase in the van. There is a vase in the van. There is a vase. There is a vase. There is a vase in the van. There is a violet in the van. There is a violet in the van. Vậy là chúng ta đã hoàn thành lesson 2 rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần cuối cùng trong unit 9, đó là lesson 3. Lesson 3 nó sẽ nằm ở trang sách số 45 của các con. Nên các con hãy lật sang trang sách số 45 để chúng ta có thể bắt đầu các con ha. Trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với phần 6. Color the VV letters. Là mình sẽ tô màu vào chữ cái V in hoa và chữ cái V thường các con ha. V. 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 V.
V V V Bây giờ chúng ta sẽ có một cái từ mới nữa, đó là violin. Violin. Violin là một cái đàn violon đó các con. Violin. Violin. Bây giờ các con hãy listen, point and repeat các con ha. Violin. 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 Violet. Van. Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 9 rồi. Bây giờ là lúc chúng ta sẽ ôn lại bài và chơi trò chơi để chúng ta có thể học bài tốt hơn các con nha. V. V. Van. Van. Vase. Vase. Violet. Violet. Violin. Violin. A. B. B. T. T. S. S. O. V. V. S. S. A. 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 Vậy là chúng ta đã hoàn thành Unit 9 rồi. Cảm ơn các con rất là nhiều vì đã đồng hành cùng cô Bella trong bài học ngày hôm nay. Cô Bella chúc các con luôn khỏe nè, luôn ngoan, học thật là giỏi và nghe lời ba mẹ các con ha. Tạm biệt các con và hẹn gặp lại các con ở bài học lần sau. Bye bye!